Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Đáng ghét, lại tái sinh rồi. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Chặt thế nào cũng không chặt được. Cẩn thận đấy, không chỉ là dị thú, những thực vật này còn biết tập kích nữa. Vì sao da của ta lại bắt đầu phồng rộp lên? Những thực vật này có độc hay sao? Không đúng. Là vì nồng độ phóng xạ thiên thạch của nơi này đã vượt qua tiêu chuẩn quá cao rồi. Nếu như còn tiếp tục ở lại đây, không chỉ phải đối mặt với càng nhiều quái vật biến dị, cơ thể của con người nhất định cũng sẽ không thể nào chống cự nổi lượng phóng xạ khổng lồ mà dẫn đến thương tổn không thể nào hồi phục lại như ban đầu. Từ vụ đạp xe khiêu khích đến việc dẫn mình đi sâu vào nơi nguy hiểm, mình đây là bị hắn lợi dụng hay sao? Tử kinh đăng, một trong những thực vật biến dị bá đạo nhất ở trong khu vực hoang phế, không độc, thích săn giết dị thú để làm chất dinh dưỡng. Chỉ cần bôi nước của nó lên người thì có thể khiến cho vô số những dị thú khác tránh xa. Cộng thêm năng lực được tạo ra lúc khắc kim mà các dị thú vô cùng yêu thích. Chỉ cần dẫn dắt tinh hoa tinh đến nơi này thì có thể giúp cho mình thu hút hỏa lực, khiến cho mình thuận lợi thâm nhập. Thông qua kế hoạch, chỉ là phóng xạ ở nơi quỷ quái này cũng mạnh quá rồi. Nếu như ở đền này quá lâu, với cơ thể hiện tại của mình nhất định là sẽ không kháng cự nổi. Vẫn nên nhanh chóng giải quyết mới được. Uy lực này, giao ai phủ đầu ta đúng không? Tán. Quả nhiên là ở đây. Mảnh sắt vụn này chắc là thanh kiếm trí tuệ văn thù ở trong lời đồn nhỉ. Hình dạng đặc thù của thanh kiếm này nhờ vào công dụng có thể hấp thu năng lượng phóng xạ mà nổi tiếng, đều có tác dụng ức chế kỳ diệu đối với người khắc kim và sinh vật biến dị. Nồng độ năng lượng của phóng xạ nơi này cực kỳ cao, căn bản là do bị tử kinh đang chiếm hết chỗ. Duy nhất chỉ có xung quanh thanh kiếm này, đến cả cọng cỏ tạp nham cũng không có. Điều này có nghĩa là người khắc kim ở gần thanh kiếm này sẽ rất dễ dàng kéo về trình độ chiến lực của người bình thường. Chỉ cần lấy được nó, cho dù không có tiền cũng có thể bái bai thủ đoạn người khắc kim của hổ trảo bằng. Không đúng, uy lực này vừa lấy không phải đến từ thanh kiếm này. Cậu thả quá, thế mà lại bị thực vật đánh lừa. Qua đường phải nắm tay quả đấy. Kaka. Con mẹ mày. Không cẩn thận một chút mà xém tí trở thành thực vật béo phì rồi.
đâu mà. Liên Hoàng nổi tiếng vậy mà cũng ở chỗ này. Thế giới này không phải là khu nguy hiểm cấp bậc S rồi hay sao? Tên nhóc Lý Thuần Cương kia làm sao lấy được thanh kiếm trí tuệ từ tay người? Vì sao dị thú đều chạy hết rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Không ai quan tâm đến trợ lý à? Tiến sĩ, chúng tôi đến chi viện đây. Tốt quá, có chi viện rồi. Hờm, chi viện cái mông. Toàn thể rút lui. Rõ. Vẫn là quá đề cao bản thân rồi. Tiến vào nơi nguy hiểm sớm quá. Quả quả. Xem ra lần này Kaka vẫn không thể nào bảo vệ tốt cho em rồi. Đây là gì vậy? Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Luồng ánh sáng phát ra, ngươi liền xuất hiện. Mau cứu ta xuống trước. Đại ca, máu tụ lên não hết rồi. Hả? Đại ca, ngươi có đang nghe không thế? Ta đang ở ngươi sau này. Ta không thể nào tự cởi trói được. Ây à, vết thương trên người mình thế mà hồi phục rồi. Nghĩa nào, vừa nãy là linh hồn của kiếm ở trong truyền thuyết. Được. Đại ca, ngươi bị điếc rồi sao? Cứu ta. Quả quả, ta tới ngay đây.